Thực hiện phong trào sáng tạo trẻ tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian qua các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai cho đoàn viên thanh niên thực hiện công trình nghiên cứu khoa học trong đoàn viên thanh niên. Tính đến nay, qua phong trào này, tuổi trẻ trong tỉnh đã thực hiện được 455 công trình đề tài nghiên cứu khoa học, sản phẩm sáng tạo, với 324 công trình đề tài phần việc thanh niên trên các lĩnh vực được tuyên dương, góp phần nâng cao năng suất lao động, phát triển kinh tế, với giá trị làm lợi cho các cơ quan doanh nghiệp trên 21,5 tỷ đồng. Trong thời gian tới, các bộ đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng tạo trẻ, thi thợ giỏi, triển khai nhiều đề tài khoa học ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống.